Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, di chuyển của người lao động từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Máu dự trữ trong ngân hàng máu Thành phố Hồ Chí Minh thấp đáng báo động. Chú chuột này đã phát hiện hơn 100 quả mìn ở Campuchia. Kính thưa quý vị, hôm nay Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng tỉnh này đã lập 15 điểm chốt để phong tỏa 500 hộ dân với 2.300 nhân khẩu tại khu vực gần nhà hai người dương tính với SARS-CoV-2. Đây là hai vợ chồng người dân từ tỉnh Bình Dương trở về Hà Tĩnh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người chồng 56 tuổi và người vợ 52 tuổi cùng ở tổ dân phố Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được 85 trường hợp F1 và 174 F2 liên quan đến việc tiếp xúc với vợ chồng này. Vợ chồng bệnh nhân này vào thành phố Di An, tỉnh Bình Dương làm lao động tự do. Sáng ngày 30 tháng 5, vợ chồng này bay từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An và được người thân đón về nhà ở xã Thạch Trung bằng xe riêng. Sau đó đến trạm y tế xã Thạch Trung khai báo y tế. Đến ngày 4 tháng 6, khi biết thông tin bản thân từng tiếp xúc F0 tại tỉnh Bình Dương, vợ chồng bệnh nhân cùng 6 người trong gia đình đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, vợ chồng cùng dương tính với SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, đề nghị những hành khách trên chuyến bay VN1262 ngày 30 tháng 5 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh liên hệ ngay với trạm y tế phường xã gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành công văn ngày 4 tháng 6 về việc cách ly người về đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thì đến trưa nay ngày 5 tháng 6, địa phương này đã có công văn hướng dẫn cụ thể đảm bảo không ngăn sông cấm chợ, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động, chuyên gia từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Tuy nhiên, nếu không thực hiện nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thì vẫn phải cách ly y tế theo công văn 6180 ngày 4 tháng 6 của tỉnh. Ghi nhận chiều nay tại chốt kiểm dịch chân cầu Đồng Nai, một trong 12 chốt kiểm dịch được tỉnh Đồng Nai thiết lập tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, lưu lượng phương tiện qua đây đã giảm từ 30 đến 40% so với ngày thường. Lực lượng chức năng tại đây ngoài việc đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế thì cũng giải thích cho người dân về những quy định về phòng chống dịch của tỉnh. Lúc mà vô thì mấy anh hướng dẫn rất là tận tình và cũng kiểu như là chấn tĩnh mình đó, kêu là mình cứ yên tâm follow theo. Cũng theo công văn hướng dẫn mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đối với trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký số xe và danh sách người đi trên xe, lộ trình, đồng thời khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch. Các cái đơn vị phối hợp và cùng chúng tôi đã có cái phương án, đã kế hoạch rất cụ thể, cố gắng không để xảy ra tình trạng là ùn tắc giao thông. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận chuyển hành khách từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Theo thống kê sơ bộ công văn ngày 4 tháng 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc cách ly người về đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn công nhân đến từ Đồng Nai. Đi làm việc hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có phân xưởng, nhà máy đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngay trong đêm qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất và tiểu thương tại các chợ đầu mối đã lập tức tiến hành các phương án để đảm bảo hoạt động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình 60 giây. Tổng công ty Nam Thái Sơn có khoảng 40% công nhân lưu trú tại Đồng Nai, hàng ngày phải đi làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này lập tức chuẩn bị cho công nhân lưu trú bên trong khuôn viên nhà máy. Thì công ty đã triển khai ngay là cái việc mà sử dụng nhà kho làm nhà ở cho cán bộ nhân viên, sử dụng cả một loạt những cái nhà trọ của cán bộ nhân viên đã ở trọ đây để ở ghép, và tất cả các phương án đã dành cho công nhân, nhưng mà phương án nó chỉ mang tính chất là ngắn hạn thôi. Nhiều tiểu thương chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng gặp khó khăn trong việc vận chuyển. Hiện hơn 50% sản lượng hàng hóa nơi đây phải qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Cũng xin có một số kiến nghị là phải có một cái biện pháp gì cho nó thuận tiện hơn để dễ dàng lưu thông tại chợ. Thực tế, quá trình xét nghiệm cộng đồng ưu tiên tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đã phát huy hiệu quả. Với quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, di chuyển sản xuất tại nhiều nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động tốt giữa lúc tình hình lây nhiễm cộng đồng đang phức tạp.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, mọi hoạt động gần như chuyển sang hình thức online, thì những người giao hàng còn gọi là shipper sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ. Đây cũng là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Việc họ phòng dịch như thế nào cũng rất được quan tâm. Mặc dù nhu cầu di chuyển đi lại của người dân giảm mạnh, nhưng nhiều tài xế giao hàng lại có thu nhập cao hơn khi nhận được trên chục cuốc giao hàng quanh thành phố mỗi ngày, và việc phòng dịch luôn được ưu tiên hàng đầu. Trước khi đi là cái dạng như là cũng khai báo y tế cho tài xế, trước khi nhận là cũng cái dạng phòng hờ theo cái chai dịch phẳng, cái số tiền đó bao nhiêu, có phải nói khách là cái dạng như thủ sẵn, khi để đó là mình lại lấy. Công ty bên Bi thì cũng lúc nào cũng có một cái tin nhắn cũng cho tài xế biết là trong cái mùa dịch này tài xế không di chuyển đến những cái ổ dịch, đi đường là mình cũng hạn chế nói chuyện với khách. Nhiều đơn vị giao hàng, các chủ cửa tiệm bán hàng đã sáng tạo ra muôn vàn hình thức giao hàng an toàn để cả người giao hàng và nhận hàng thấy yên tâm khi giao dịch. Trong thời gian giãn cách xã hội, shipper đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao thương, giao dịch trao đổi hàng hóa trong nội thành. Ngoài ra, các công ty vận chuyển hàng đi các tỉnh vẫn hoạt động ngày đêm và hoạt động này góp phần tăng thêm thu nhập cho người giao nhận hàng, hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Lượng máu dự trữ tại Ngân hàng Máu của thành phố Hồ Chí Minh đang ở ngưỡng thấp báo động và sẽ không đủ cấp phát cho các bệnh viện trong 4 đến 5 ngày tới. Đặc biệt khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, số lượng máu cấp phát hàng ngày cao gấp đôi lượng máu nhận về, dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm trọng hơn. Trong tháng 5, mỗi ngày thành phố chỉ thu khoảng 50% số lượng máu theo yêu cầu. Sau khi giãn cách, chỉ còn đáp ứng 20%. Hiện Ngân hàng Máu dự trữ chỉ còn 5.000 túi máu ở ngưỡng báo động, sẽ không đủ cấp phát trong 5 ngày tới. Do mỗi ngày, Ngân hàng Máu cần 600-900 túi máu để cung cấp cho hơn 130 bệnh viện trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn đề nghị các sở ngành, quận huyện, các tổng công ty xí nghiệp trên địa bàn duy trì các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký và tiếp tục tổ chức các đợt mới để đảm bảo có đủ nguồn cho cấp cứu và điều trị. Sẽ tổ chức các điểm lấy máu hoặc là hình thức lấy máu lưu động. Không với số lượng không có nhiều như trước đây, số lượng ta sẽ ít và chúng ta cũng phải thực hiện đúng theo cái 5K của Bộ Y tế. Ngoài các địa điểm hiến máu lưu động, người dân cũng có thể đăng ký hiến máu tại hai điểm hiến máu cố định, gồm Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5 và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo Thành phố, 106 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhiều ruộng khoai lang tím xuất khẩu ở Đồng Tháp và Vĩnh Long tới ngày thu hoạch nhưng chờ cả tháng vẫn không có thương lái đến mua. Khoai lang tím năm nay được mùa nhưng rớt giá nghiêm trọng, từ 12.000 đến 13.000 một ký xuống còn dưới 2.000 đồng một ký. Trong cảnh khó khăn, cấp bách, nghĩa tình đồng bào, sự sẻ chia chính là cánh cửa duy nhất, kịp thời đỡ đần nhau cùng vượt qua mùa dịch. Mỗi hecta khoai lang tím như thế này, chi phí sản xuất là 15 triệu đồng, gồm cả giống, phân bón và nhân công thu hoạch. Với mức giá dưới 2.000 đồng một ký, người nông dân không những trắng tay mà còn lỗ nặng. Bây giờ vốn nhiều mà lại bị, cho nên giờ nó cực hơn hồi xưa. Dân ở xứ này là nhờ khoai nè, mà khoai năm nay như vậy là dân buồn dữ lắm. Đây là các bạn tình nguyện viên ở Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã phải tất bật làm việc từ 9 đến 10 giờ đêm hôm trước đến xế chiều hôm sau để kịp chuyển những túi khoai lang tím của bà con Đồng Tháp, Vĩnh Long đến người dân thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo an toàn cho nhà cũng như tất cả mọi người thì chúng ta đây đặt những đơn hàng online và tụi em sẽ là những người tình nguyện viên để đi ship tới cho mình. Trung bình một ngày ra thì khoảng tầm 100 đơn ạ. Trong khoảng 4-5 ngày nay thì Trung tâm Các sở Nguyên phố đã tiến hành giải cứu được hơn 12 tấn khoai. 100 tấn khoai lang tím về thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa đồng bào, cùng chung tay giúp nhau qua mùa dịch. Ở phần thế giới cập nhật, hố tử thần khổng lồ đe dọa nuốt chửng ngôi nhà. Và ghi lại hình ảnh núi lửa phun trào từ trên cao. Kính thưa quý vị, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét và lở đất ở Sri Lanka, khiến ít nhất 3 người chết và 2 người mất tích. Hơn 5.000 người cũng đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Thông tin vừa được nhà chức trách nước này công bố vào ngày hôm nay. Mưa lớn kéo dài từ đêm thứ Năm 3 tháng 6 đã trút xuống 6 quận của đảo quốc Ấn Độ Dương này. Nhiều cánh đồng lúa và đường xá bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông. Theo Trung tâm Xử lý Thiên tai của Chính phủ Sri Lanka, 2 người đã thiệt mạng do lũ quét và 1 người thiệt mạng do sạt lở đất. Các số liệu được công bố cho thấy hơn 5.000 người đã chuyển đến các khu tạm trú và gần 500 ngôi nhà đã bị phá hủy.
Một hố tử thần khổng lồ xuất hiện cuối tuần qua ở miền Trung Mexico và đang đe dọa nuốt chửng ngôi nhà nằm trong khu đất sát bên. Hố sụp xuất hiện trên cánh đồng nằm ở đô thị Santa Maria Zacatepec thuộc bang Puebla, Mexico. Hố xuất hiện hôm 29 tháng 5, lòng hố chứa đầy nước. Ban đầu hố này chỉ có kích cỡ 5 mét nhưng nhanh chóng lan rộng chỉ trong vài giờ. Tới hôm nay thì hố đã rộng gần 100 mét, sâu hơn 20 mét. Không có ai bị thương trong vụ sụt lún, nhưng nhà chức trách vẫn cảnh báo cư dân địa phương tránh xa khu vực này. Gia đình sinh sống gần hố tử thần đã được sơ tán, nhưng cái hố đang từ từ nuốt chửng ngôi nhà. Hôm qua, một phòng ngủ đã sụp xuống hố. Nhà chức trách cho rằng vụ sụt lún xảy ra là do sự kết hợp của cả hai yếu tố, đất tại khu vực đang được canh tác bị mềm nhão và quá trình khai thác nước ngầm dưới lòng đất. Những dòng dung nham phun trào từ núi lửa có thể mang lại một cảnh tượng kỳ vĩ, rất đáng để chiêm ngưỡng nếu ta được quan sát từ một vị trí an toàn. Và thiết bị bay không người lái drone đã trở thành một trợ thủ đắc lực với con người trong việc này. Đây là cảnh tượng được ghi lại bằng máy bay drone hôm 24 tháng 5 vừa qua, cho thấy một ngọn núi lửa đang phun trào những dòng dung nham đỏ rực trên bán đảo Reykjanes ở Iceland, cách thủ đô Reykjavik khoảng 30 km về phía tây nam. Người cầm lái chiếc drone này là giáo sư Sigurjon Johnson, đồng thời cũng đã nghiên cứu và theo dõi sát hoạt động của ngọn núi lửa, bắt đầu phun trào vào ngày 19 tháng 3, thu hút sự chú ý của nhiều người. Các nhà nghiên cứu núi lửa không biết vụ phun trào sẽ tiếp diễn trong bao lâu. Một số người dự đoán nó có thể sớm dừng lại, nhưng cũng có người cho rằng nó sẽ tiếp tục trong nhiều năm, thậm chí có thể là nhiều chục năm nữa. Biến đổi khí hậu đang khiến những rạn san hô trên khắp thế giới chết dần, chết mòn. Không thể ngồi nhìn rạn san hô càng lúc càng thu hẹp, một tổ chức bảo tồn biển ở đảo Bali, Indonesia đã xây nhà cho san hô. Đây là các ngôi sao san hô. Chúng là những cấu trúc bằng thép hình lục giác có gắn các mảnh san hô sống, được thiết kế để khuyến khích sự phát triển của san hô ở những khu vực bị hư hại. Những ngôi sao san hô này là nỗ lực của nhà bảo tồn Pariama Hutasoit. Bà và tổ chức phi lợi nhuận rạn san hô Nusa Dua đã lắp đặt gần 6.000 ngôi sao trong nỗ lực bảo vệ các rạn san hô của Bali khỏi biến đổi khí hậu và tác động của con người. Điều kiện sống của các rạn san hô trên toàn cầu đã trở nên tồi tệ hơn do các yếu tố khác nhau, bao gồm đánh bắt tận diệt, bồi lắng do sự phát triển ồ ạt ở các khu vực ven biển và biến đổi khí hậu. Tổ chức rạn san hô Nusa Dua đang thực hiện các chương trình giáo dục người dân địa phương về tầm quan trọng của các rạn san hô trong khu vực. Tổ chức cũng đặt mục tiêu lắp đặt thêm 5.000 ngôi sao nữa trong 5 năm tới. Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của hơn 75% số loài san hô trên thế giới. Nhiều loài trong số đó đang đối mặt với sự xói mòn và đổi sang màu trắng hàng năm. Với nhiều đội gỡ mình ở Campuchia, Magawa là chú chuột siêu anh hùng vì thành tích đáng nể của chú trong việc biến những bãi mình thần chết thành đất canh tác nông nghiệp. Tháng 6 này, chú chuột siêu anh hùng sẽ về hưu sau 7 năm phục vụ đội trà phá bom mình. Năm 2020, chú chuột túi châu Phi có tên Magawa này đã được một tổ chức thú y ở Anh trao huy chương danh dự vì thành tích có hành động cứu người dũng cảm và tinh thần hy sinh cao cả. Tổng cộng 7 năm phục vụ các đội rà soát bom mìn ở Campuchia, chú chuột siêu đẳng này đã phát hiện 71 quả mìn, 38 vật liệu nổ còn sót lại. Magawa xuất thân từ Apollo, một tổ chức huấn luyện chuột và chó có khả năng phát hiện bom mìn và cả những người bị bệnh lao. Somalen, người huấn luyện chuột Magawa cho biết chú chuột tuy nhỏ nhưng đã cứu được rất nhiều sinh mạng, đồng thời biến những mảnh đất chết thành đất canh tác nông nghiệp. Campuchia là một trong những nơi vẫn còn có tỷ lệ bom mìn trong lòng đất lớn nhất thế giới. Theo tổ chức PDSA, vẫn còn khoảng 40.000 vật liệu nổ và bom mìn trong lòng đất tại quốc gia này. Mặc dù bê tông là vật liệu được sử dụng nhiều ở thủ đô Dakar của Senegal, nhưng lại không phù hợp với thời tiết nóng bức ở khu vực Tây Phi. Vì vậy, một công ty kiến trúc ở Senegal đã khôi phục và áp dụng kỹ thuật xây nhà bằng đất có từ cổ xưa ở quốc gia này. Từ năm 2016, công ty thiết kế kiến trúc Worofila đã thúc đẩy kỹ thuật xây nhà bằng đất, qua đó góp phần làm giảm ô nhiễm từ các nhà máy xi măng và sản xuất điện, đồng thời giữ cho những ngôi nhà luôn mát mẻ. Đất có khả năng điều hòa nhiệt độ và độ ẩm một cách tự nhiên. Trước đây, người ta thường chú ý sử dụng các vật liệu có thể điều tiết nhiệt tự nhiên. Để làm ra những viên gạch đất theo kỹ thuật cổ xưa, người thợ trộn đất với một lượng nhỏ xi măng và nước để tạo thành một hỗn hợp. Sau đó cắt thành từng khối, nén thành viên gạch bằng máy quay tay và để khô trong 21 ngày. Không giống như bê tông, đất là loại vật liệu dồi dào và gạch đất này cần rất ít năng lượng để sản xuất.
Theo nghiên cứu của anh, xây dựng là một trong những ngành thải ra nhiều khí CO2 nhất, và xi măng thành phần chính trong bê tông chiếm tới 8% lượng khí thải toàn cầu. Ở phần an ninh trật tự, cháy nhà ở Quảng Ngãi làm 4 người thiệt mạng. Và tai nạn giữa xe ben và xe máy ở ngã tư Sở Sao, Thủ Dầu Một sáng nay. Rạng sáng nay 5 tháng 6, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang hơn 40 người tụ tập hát karaoke tại hai cơ sở Victory và Điểm Hẹn trên đường Nguyễn Trãi, phường 10, thành phố Đà Lạt, bất chấp quy định phòng dịch COVID-19. Khi lực lượng chức năng đến hai cơ sở trên, mặc dù bên ngoài cửa vẫn khóa kín nhưng có bảo vệ. Tại thời điểm kiểm tra lúc 0 giờ 30 phút, quán Victory có 22 người đang hát trong một phòng cùng 3 nhân viên phục vụ. Tiếp đó, lực lượng kiểm tra cơ sở Điểm Hẹn cạnh cơ sở Victory lúc 1 giờ 40 phút phát hiện 22 khách đang hát tại 3 phòng. Sau khi lập biên bản, những người hát karaoke và nhân viên phục vụ được đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10 khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và ma túy. Sáng nay, cơ quan chức năng đã mời hai chủ cơ sở karaoke đến làm việc để tiếp tục làm rõ và xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Một vụ cháy cửa hàng đồ điện đã xảy ra vào rạng sáng nay, ngày 5 tháng 6, tại thành phố Quảng Ngãi khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Nhận được tin báo cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động nhiều phương tiện gồm 4 xe cứu hỏa, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Sau khi phá cửa chữa cháy, lực lượng đã đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài. Đến khoảng 3 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, địa điểm xảy ra cháy là một cửa hàng kinh doanh đồ điện đèn trang trí có 3 tầng. Vụ cháy làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau nhiều vụ cháy nhà hộ dân có người thiệt mạng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 16 quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn thành phố. Theo đó yêu cầu phải có 2 lối thoát nạn đối với mô hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Quy định này chính thức được áp dụng từ ngày 10 tháng 6. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây liên tiếp tiếp nhận thông tin của khách hàng phản ánh về việc bị các số điện thoại lạ gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và đòi nợ tiền điện. Nếu không chuyển tiền sẽ gửi hồ sơ sang công an giải quyết hoặc bị cắt điện. Tổng công ty Điện lực Hà Nội khuyến cáo, nếu khách hàng nhận được cuộc điện thoại có nội dung tương tự như trên, thì cần xác minh thông tin bằng cách liên hệ số tổng đài 1900-1288 phục vụ tất cả các ngày trong tuần. Khách hàng tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản khi chưa xác minh thông tin. Chiều nay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc một người bị container tông chết trên quốc lộ 1. Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một chiếc container chạy trên quốc lộ 1 hướng Thủ Đức đi quận 12 khi vừa qua khỏi cầu vượt sóng thần được 200m thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức thì tông trúng một nam thanh niên đang lao ra giữa đường. Tai nạn làm nam thanh niên này bị bánh xe cán chết tại chỗ. Nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu và công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến trưa nay, công an thành phố Thủ Dầu Một đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy vào sáng cùng ngày tại ngã tư Sở Sao. Vụ việc khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng. Theo người dân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thành đang chạy xe ôm chở một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thị xã Bến Cát. Khi đến đoạn ngã tư Sở Sao giao với đường Nguyễn Văn Thành, nối đường Lê Chí Dân, phường Định Hòa, thì bất ngờ bị xe đầu kéo chạy cùng chiều tông trúng. Sau cú tông, các nạn nhân và xe máy lọt vào gầm xe đầu kéo, kéo lê một đoạn sang địa phận khu phố 4, phường Hiệp An. Hậu quả, ông Thành bị bánh xe cán qua tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm nay, lực lượng công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ hình sự một đối tượng vì hành vi sử dụng điện trái phép để bẫy trộm, dẫn đến chết người, rồi đem vứt xác để phi tang. Đối tượng là ông Nguyễn Văn Tồn, sinh năm 1970, ngụ tại ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Qua truy xét, ông Tồn khai nhận vì bị mất trộm trái cây, cá nuôi nhiều lần nên mua dây chì về ra ngoài vườn để hù dọa. Khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 6, ông Tồn đấu nối điện sinh hoạt vào đường dây rồi về nhà ngủ. Đến gần sáng thì phát hiện bà M, ngụ cùng ấp, đã chết trong vườn.
Sợ bị phát hiện, ông Tồn đem xác nạn nhân ra khỏi vườn nhà khoảng hơn 50 mét rồi bỏ lại. Trưa cùng ngày, người thân phát hiện ra thi thể bà Mờ ở mương nước ngoài đồng cách nhà không xa. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tồn. Tại An Giang, chỉ vì bên bạn nhậu, một thanh niên đã đâm một người khác tử vong. Sáng ngày 5 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Hoàng Kha, sinh năm 2001, trú tại ấp Hòa Phát, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 6, đối tượng Nguyễn Hoàng Kha cùng với Thành nhậu với bạn bè tại nhà của Mạnh ở cùng xã. Thành đi chở một người nữa đến nhậu. Khi hay tin Thành bị đánh, Kha liền lấy một con dao tại bàn nhậu chạy ra, xông vào đánh nhau với nhóm xô xát với Thành và đâm một người tên Trân. Trân sau đó tử vong tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, Kha thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện lực lượng công an đang tạm giữ Kha để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Phần thông tin cập nhật, kính thưa quý vị, chiều nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết thành phố ghi nhận thêm 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Như vậy ngày hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 31 bệnh nhân, gồm 25 người đã được Bộ Y tế công bố, một trường hợp được HCDC công bố vào lúc 12 giờ và 5 ca nghi nhiễm mới. Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã giảm mạnh trong 24 giờ qua. Ngày 4 tháng 6, chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có số người được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 cao nhất. Theo số liệu thống kê đến hết ngày 3 tháng 6, Ấn Độ có 172 triệu người đã tiêm một mũi vaccine so với 169 triệu ở Mỹ. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 120.529 ca mắc mới, thấp nhất trong khoảng 2 tháng nay. Tính chung trong tuần qua, tỷ lệ mắc mới đã giảm xuống 7,27% so với 21,62% vào khoảng đầu tháng năm qua. Trước tình hình lạc quan này, chính quyền các vùng Maharashtra và Delhi thông báo sẽ nới lỏng các quy định hạn chế. Chiều ngày 4 tháng 6, chuyến bay chở theo 1.240.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đã hạ cánh xuống sân bay Đào Viên của Đài Loan, Trung Quốc. Đây là số vaccine do Nhật Bản tặng Đài Loan giữa lúc hòn đảo này đang căng thẳng vì đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất. Hôm nay, Đài Loan ghi nhận 476 ca nhiễm mới, cùng với đó là 38 ca tử vong, cao nhất từ trước tới nay. Hòn đảo này chỉ mới tiêm ngừa cho khoảng 3% dân số. Nhật Bản đã ký hợp đồng mua hơn 300 triệu liều vaccine từ Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây chiều nay. Mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình 60 giây sáng mai với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt quý vị.